Ui, còn về hot gặp thế. Up. Cái năm 15 mình nuôi tất cả là đầu tiên về nhà là chọn lại 30 con nuôi. Đó đấy là anh treo cả bọc như này đúng không? Không, về đây là năm 16, về đây chuyển xuống dưới này. Trước sang qua, về để tím ở dưới mà. Ừ, cái năm 16 đấy thì nhiều chim bổi hay lắm. Càng ngày nó càng ít đi. Xong rồi nuôi giữ lại 10 con nuôi. Thì con ngồi cùng với kìa. Đấy, con 4 năm, 15, 15. Con đấy là con lâu nhất. Đặt chỗ thì cái lứa về sau đào tạo này là hầu như không con nào nhìn thấy con nào cả, mà cũng ít khi chúng nó nghe cái giọng của nhau, rất ít khi luôn. Thế cho nên là cho vào đấu như này là chim nhà nhưng mà thành chim lạ hết. Nhưng mà cái này nhiều lần nhé, mà có ít cái này thì sau này nó sẽ lại hỏng chim đi. Thỉnh thoảng nó hoặc lần sau đấu phải thêm một vài con lạ nữa vào. Chứ còn cứ thỉnh thoảng mà cứ suốt ngày như này nó quen nhau ngay. Bọn này nó nhớ kinh lắm. Quay ở IP mà bốn dụ hai con gần nhau là không chơi. Đúng rồi, nó phải đấu với con lạ chứ, là những con nó quá quen thuộc với nó là nó không chơi đâu. Hoặc là có cái bọn này có ít quá nó cũng không chơi. Nhưng mà tuần mà làm lần như này là được. Cái năm 16, 17 ấy, là mình cũng nuôi tất tật cũng gần chục con, cũng cứ hay cho đấu này, xong rồi sau nó cứ chán dần đi, nó nhàm dần đi. Thêm được hai con mộc kia mấy con mộc giả nữa là thành ra là đủ 10 con rồi. Đủ con gì nữa, hai anh em mình đủ 10 con chim. Con hòa vào đây là 11, cố gắng vượt cỡ hãy mua thêm con nữa đi. Đây của anh là có 7 con rồi đấy, hai anh em mỗi người thêm những hai con nữa là thành ra một dàn có gì đâu. Hello.
nhốt cái con mộc với con mộc dở thì nó vào đống này nữa. Sáng nào em xách xuống bưởi ngồi anh tiên lâm gì nhỉ? 24. Sáng nào em xuống em ngồi. À cái lâm thì anh vẫn đang bán chim ngoài kia. Bán được kim lưu ấy. Đấy xong rồi nghỉ ông ấy không cho thuê cửa hàng nữa thì về nhà bắt đầu mới nuôi được quả mì mới chơi kia. Chứ còn bán thì cũng chỉ có biết bán thôi, tư vấn cho người ta nuôi thôi chứ cũng chả nuôi được con nào. Đi suốt ngày ở ngoài cửa hàng thì sao mà nuôi được, sáng đi đến tối về. Mãi sau này nghỉ bắt đầu làm ở nhà này mới có thời gian nuôi được bọn này. Ngày nào nó đông. Ừ, ngày xưa phong trào họa mi này nó rầm rộ lắm mà đắt lắm, dãi cả tuần luôn. Xong rồi đấy nó cứ kiểu nó nuôi ta nuôi hỏng rồi thì cứ mua sim thuần về đi ra dàn lại bù đầu, thế là cứ chán dần, cứ bỏ dần. Rồi đấy có cái ông gửi ông Hòa, ông hay mua sim đắt tiền. Ông mua sim giải nhất. Ông đấy mới bảo hai thằng con trai đi nước ngoài thỉnh thoảng cho ông vài nghìn đô để ông mua sim. Ông cứ mua sim mười mấy 20 triệu rồi không lắm lúc lại quê mà thằng 100 hộ. Ôi trời ơi, đấy thôi. Ông đấy được có một năm ông ấy, cái con của ông được mấy giải liền xong là tịt. Nó đang đúng cái thời phong độ của nó thôi, xong là không biết chăm là hỏng ra hay tay. Nó tịt, nó đi. Con đấy là con chim hay mà ông ấy không giữ được nữa. Đấy vừa người đi qua nó sợ nó đây, con này hôm văn quán lên cái vòng 5 cái thằng trọng tài nó cầm lồng nó dồn phát mạnh thế là thôi nó sợ nó bỏ hót luôn. Chả có giản giáo thi thố ở nhà chơi này sướng. Cần gì đâu. Con đấy em hôm nay em phải cho nó xả bớt đi một tí, hôm nay chủ nhật rồi xong nghỉ đến tận lần tuần sau vì là sức hót của con đấy nó mỏ nó vàng hết khó anh nhỉ. Bây giờ khó đâu, có cái dạng bọn Lạng Sơn ấy, nó bán có mộc không riêng chim Lạng Sơn ấy là chim nó nuôi rồi em ạ. Đấy em thấy mấy thằng đang bán cái mỏ nó vàng ươm luôn rồi. Mua những con chim mọc dở Lạng Sơn ấy là chỉ nhiều con là về chỉ chơi cà phê cà pháo thôi, bởi vì cái phần lớn cái chim đấy là họ chơi đánh, họ chơi trọi xong họ thử mỏ nó không đạt được thì bắt đầu bán chim hót. Đấy thì những con bán đấy thì những con chim này là nuôi thử mỏ rồi nó mới đứng được lồng mà chụp ảnh thế này chứ. Cái chim này về chỉ chơi hót amateur được thôi, nó không phải con chim mau mỏ, nó rất là gắt. Chim đấy nó chỉ đẹp thôi, chứ còn để mà chơi hot nó không chơi được lâu đâu. Làm gì có con nào văn võ song toàn, đúng không? Bọn nó đăng nó cứ văn võ song toàn, mà thực tế ra con chim hot là con chim hot, đánh là đánh. Còn cái loại vừa đánh vừa hot dở gương đấy khó chơi lắm. Đánh thì không ra cái gì cả, mà hot thì hot to, gắt. Đấy, chơi hot thì nó phải dáng như con này này, đuôi thẻ này, mấy con kia kìa. Đuôi thẻ đấy, con chim đấy là con hot chuẩn.
đúng chất chim hót, và cái con lông đỏ kìa. Đấu hót thằng 2-3 tiếng đồng hồ. Con thuần của Tuấn vậy này làm sao nhỉ? Đây rồi. Có thêm một lồng nữa rồi. Đấy, vứt luôn ở ngoài biên ở bên đấy thôi.